Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận một cá thể rùa bị chết ở hồ Đồng Mô. Cụ thể, vào sáng ngày 23 tháng 4, cán bộ thuộc tổ chức phi chính phủ đã phát hiện một cá thể rùa mai mềm lớn bị chết, nổi trên mặt nước. Lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây cho biết, để xác định nguyên nhân cá thể rùa ở hồ Đồng Mô bị chết, phải chờ cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu. Cá thể rùa này có chiều dài toàn thân 1,56m, chiều dài mai rùa 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m và cân nặng là 93kg. Được biết, rùa mai mềm sinh sống ở hồ Đồng Mô từ nhiều năm trước, thuộc họ của cụ rùa hồ Gươm. Đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được độ tuổi của cá thể rùa ở hồ Đồng Mô. Đại diện tổ chức phi chính phủ IMC quản lý dự án bảo tồn rùa Hoàng Kiếm cho biết, hiện nay ở hồ Đồng Mô còn ít nhất một cá thể rùa mai mềm sinh sống.